Sau đây thì mình xin gợi ý cách giải của đề số 18. Cái đề như sau. Thì sao tiếp pi VTHH 22.MDB. Và câu đầu tiên là 3 điểm rưỡi tương tự như đường đề 17. Thì đề câu form này rất là khó và tương đối là dài và đòi hỏi là lâu. Các bạn nên để ý và lập kỹ. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo nên một cái subform form như thế này. Đây là các cái bồn. Sau khi chúng ta đã có tạo nên các mối relationship như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào bước làm đầu tiên là tạo query. Các bạn để ý thì cái mục subform này có bao gồm các cả các mục như là số báo danh, họ tên, phái, toán, văn, anh văn, điểm thấp nhất và tổng điểm. Thì cái này bao gồm rất là nhiều nên chúng ta nên ép một lần là 3 bảng. Mình sẽ ghi số báo danh. Các bạn cũng nên để ý rằng là ở cái mục này ta có mục là chọn đối tượng. Hiện nay các đối tượng là thuộc loại là mục chọn đối tượng, chọn một đối tượng dự thi. Thì chúng ta có một cần có một cái này để liên kết lại với liên kết các subform và mainform lại với nhau và có thể là để cho nó chạy một cách hoàn chỉnh. Chúng ta cũng ghi đối tượng dự thi. Cái này thì chúng ta nên để sau tổng điểm DTN. DTN. DTN là điểm nhỏ nhất trong ba môn toán, văn và anh văn. Đối với câu này thì chúng ta không nên sử dụng hàm để đó mà sử dụng vào những câu lệnh so sánh. Sau đây là câu lệnh của mình. DTN. Nếu toán lớn hơn văn văn lớn hơn anh văn thì các bạn thì kết quả trả về đó là sẽ môn là anh văn sẽ là môn điểm nhỏ nhất. Tiếp theo là một câu lệnh if. If tiếp tục chúng ta đổi vị trí giữa anh văn và văn lại với nhau. Toán lớn hơn anh văn. Kết quả điểm điểm thấp nhất sẽ là văn. Còn nếu không thì chú là chỉ là điểm toán. Ra đó ngoài 2 chữ ít thì chúng ta đánh 2 ngàn. Còn có bên bát anh chạy thử ra điểm như thế này. View. Ở đây tiếp theo chúng ta sẽ có là tổng điểm. Tổng điểm bằng toán nhân 2 cộng anh văn cộng điểm ưu tiên. Đối với điểm ưu tiên. Đối với điểm ưu tiên đó, thì các bạn phải nhập chuẩn điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên và phải ghi đối tượng dự thi. Đi.
bác nghe con chạy thử này, giống như cái này đi xe đi. Chúng ta tiếp tục tổng điểm và là kết quả. Kết quả nếu học sinh đậu và tổng điểm lớn hơn 25 và tất cả các môn lớn hơn bằng 5, trượt nếu ngược lại. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vẫn sử dụng Notepad. Kết quả. Ta sử dụng hàm in con ta copy bát vào ta thêm cái này như vậy các bạn nên xin như thế này để xem có đầy đủ các thông tin chưa, chúng ta tiến hành ra lại cái đề rồi là đề đã xong. Vấn đề giải quyết đề thứ hai đó là bảng tổng số học sinh như thế này. Cái này chúng ta làm tương tự như cái bảng thống kê trong đề 17. Và làm như sau. Lưu, lưu và này như này. Quy. Chúng ta sẽ không thể tiến hành crop tab được, bởi vì crop tab thì nó sẽ không có thể là một cái xuất form được. Tiến hành làm như sau. Xuất form số danh này sẽ đặt cho nó là số bay nhập đến một tên đại bác tây của Cao Huy. Như này chúng ta sẽ là đối tượng dự thi. Này nó có thể là connect được với lại là các bạn khác dùng là group by. Chúng tôi sẽ sử dụng hàm where. Cái đây là cái là sum mình cao làm chạy thử, nó sẽ ra như thế này. Đầu đối tượng dự thi một, nó lưu lại với tên là query một. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái query rất rất tương tự như là query đậu, query đi xa. Số báo danh chúng ta sẽ tiếp tục làm đối tượng dự thi, ta nhập một đại một cơ bất kỳ nữa với năm nhân nhân của Cao Quy group 3 số sơ sử dụng hàm cao này. Chúng ta tiếp tục sử dụng hàm where hàm chạy thử. Ừ.
ở một nơi thì người ta dùng hàng rất bay và người dùng hàng sao điều kiện đó là rất no. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng hàm que rất hàm chạy thẳng. Đã có lỗi. Anh làm video thử. Thì ở cái query đầu tiên đã có lỗi khi mà nãy người ta chỉ thông báo ra là 74 là tổng số học sinh của đối tượng 1. Chúng ta chưa đặt điều kiện ở một criteria cho cái trường hợp đậu. Này thì là chúng ta vẫn đặt thêm cái chữ đậu vào. Tiếp tục là chúng ta chạy thử mà kết quả nó sẽ ra như thế này, rồi là đúng rồi, chúng ta lưu lại lâu. Tiếp tục chúng ta sẽ làm với query rất rất số bao nhiêu. Chúng ta đối tượng dự thi cao quy năng lượng rất ba, đây sẽ là lượng quê lượng khai qua thứ hai như kết quả như thế này. Chúng ta lưu lại. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là kết hai bảng lại với nhau. Đây đi sao ta sẽ connect hai cái này lại với nhau để có thể là liên kết được với nhau. Là đối tượng dự thi đầu được. Các bạn nên để ý chỗ này, trong đề thì ở mục này nó có ghi là đậu sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng số học sinh. Chúng ta sẽ làm như thế nào? Tổng là tổng số học sinh bằng đậu rớt tiếp theo là ta sử dụng tính tỷ lệ phần trăm cho số học sinh đậu và số học sinh rớt. Ta có 91 sinh bằng chiếm sẽ bằng round của đậu sẽ chia cho tổng nó ngược lại ta sẽ lấy hai chỉ số thập phân và nhân cho 100. Đối làm một hàng tương tự đối với rớt. Ta sửa lại chỗ này thành rớt. Chín một để tránh con trong lớp. Chạy thử. Rồi, cái bảng như thế này.
Ok, anh sẽ lưu lại. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chỉ là tạo các form từ những cái query bar và quy làm xuất form. Form result chúng ta sẽ làm từ query bar. Đối đoạn này ta nên sử dụng loại columnar. F1 lưu lâu. Tiếp theo là tôi làm cho một cái form result đối với là quy làm xuất form tới tất cả các bạn rồi. Tôi cần một tabular nhé. Các bạn để ý là trong cái trong đề thì nó không có hiện hiện các mục như là đối tượng ưu tiên và đối tượng dự thi và điểm ưu tiên, thì chúng ta ẩn nó đi. Đối với điểm ưu tiên trong ẩn nó đi, ta chọn trong mục visible ta chọn no. Điểm đối tượng dự thi thì vẫn tiếp tục là no. Lưu lại. Đối với form F1 thì đối tượng dự thi nó sẽ không có đối tượng dự thi visible, chúng ta sẽ chọn là no. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm cái main form. Main form cũng bắt đầu từ một cái form result. Chúng ta sẽ làm bắt đầu bằng danh sách table chi tiết đối tượng gồm có đối tượng dự thi và điểm diễn giải đối tượng. Nét ta chọn cái columnar nét s đối với dữ liệu của đề là s xem kết quả thi. Trong đề thì cái phần phần chọn đối tượng này sẽ là một cái combo box. Nên chọn combo box. Nét chúng ta sẽ chọn là thấy bộ chi tiết đối tượng. Đây là đối tượng dự thi. Năm. Nét trong cục store that value in this field ta chọn đối tượng dự thi nét và chỉ là chọn finish. Ta sẽ cần cái form F2 vào làm thì cả phần các đăng ký là đây, đây là cái hình xóa các bạn này để đi xem. Cái bản chữ như thế này cho nó rộng cho nó tính thẩm mỹ.
tiếp theo là chúng ta kéo cái một kéo cái bảng tổng vào F1. Thì dễ dàng trong việc kiểm toán thì ta chọn remove. Ta sẽ là tổng. Để có hiểu nhưng trên chúng ta chọn các label 100. Còn một yêu cầu nữa trong cái đề form này chúng ta sẽ lưu lại, đó là cái đóng form này. Đúng không? Đóng form này chúng ta sẽ thiết kế bằng macro. Vì việc macro thì chúng ta phải làm sau, trước khi lưu cái quả này chúng ta sẽ làm sau, bởi vì không thể mà mình khai báo một cái form mà chưa làm mà khai báo là đóng cái form đó được. Chúng ta tiến hành làm macro. Macro action sẽ là cloud form cloud ở một object type, chúng ta sẽ chọn là form object name, tên của form thì ép xin với quả thi save và z. Ở một document ta gặp một cái msbox mở này, bạn có muốn đóng form này không? Chúng ta chạy thử. Vậy đã thành công. Chúng ta tiến hành đưa lại form F xem kết quả thi. F chúng ta tiến hành cái độ design view. Chúng ta tiến hành chọn một cái button cho nó cancel. Chúng ta event on click chọn macro on một on, ta chọn name của nó là đóng con.
là ta 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 ta